chưa. Hello các bạn, hôm nay lại trở lại với quán Hội An. Lúc Tám có tới là một lần mà Tám ăn áo dài, Tám mình cô ba, Tám mà đi ăn. Mà bây giờ thầy em trở lại ăn những cái món mà ở đây tiếp tục để ăn cho nó đã. Hôm nay không có áo dài, có bạn bè cho nên dắt bà ngoại tới nữa. Nói là má ơi, hôm nay dắt nó tới cái quán này ăn rất là ngon. Ngoại hôm nay nhìn thấy cái tắm hẳn ra, cái tắm mà ngoại hơi ốm chút, ngoại hơi ốm hơn bình thường tại vì bệnh mới xong mà ốm thôi, tám còn ốm nữa muốn kêu ngoại đó nè. Ngồi đây nè, bạn số 8, bà 8 đang ngồi, bạn số 8 cũng có chịu nè đó. Rồi thì hiện tại hôm nay 8 không có cái cây, quên đem một cây sô phì, cho nên là có bà Linh Trần ở đang quay video cho phá. Kế bên là chị Tâm Linh ở việc trên nhà qua chăm sóc phụ cho phá, chăm sóc mấy em bên rồi. Kế bên là anh hai kế bên mà không quay lần đầu tiên anh tới đây đúng không? Đúng rồi. Anh cũng cho anh ăn tới hoài quá. Đúng rồi nào. Kế bên Linh Thần là anh Tuyên, bạn của anh Quang đó, đó. Rồi còn bác Két nữa mà bác Két đi công chuyện rồi. Bây giờ anh đợi được ăn ra tắt mì đó. Bánh mì chả rất là ngon nha các bạn. Bánh hỏi nem nướng. Đây thì bánh hỏi thịt nướng. Đây là cái gì? Nem lụi với lại chả giò với ra rác lâm đủ thứ luôn. Đây cái này là cao lầu nè, đây là cái tô mì quảng, mì quảng trộn lên rồi nè. Ăn xong chưa? Xong rồi. Ăn sao? Bình thường. Ngon hả? Ngon. 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 Có bị mệt không? Chưa. Chưa tới hả? Chưa tới. 15 phút nữa mới biết hả? Không. Hy vọng là hết. Bữa giờ còn không? Hai ngày nay không. Hai ngày nay hết rồi hả? Từ bữa ăn học dịch lộn tới giờ đúng hả? Đúng rồi. Từ bữa ăn học dịch lộn giờ hết rồi các bạn. Giờ anh phải cảm ơn em, chắc anh đi mua học dịch lộn đó nha. Đúng rồi. Nói gì bữa nào mà bị mua học dịch lộn về ăn tiếp đi. Cho nó hết bị. Chắc vậy rồi. Má ăn không? Má ăn xong chưa? Sắp ăn vậy. Ngon không? Ngon. Ừ. Ngon. Ôi ngon. Má ăn được chút xíu à. Nhiều rồi chứ. Má ăn món gì? Má thích món gì? Mì quàng. Hả? Cao lầu. Cao lầu. Thịt nướng ngon không? Ngon. Ngon không Linh? Ngon, đang ăn mì quảng. Món nào cũng ngon ha. Lần đầu tiên tới đây. Rồi Két. Ngon không? Ăn gì á? Mì quảng. Ăn quá trời ăn luôn vậy đó hả? Tổng cộng bao nhiêu món nè? Tổng cộng là chắc chục món. 7 à, mấy món à. Có mấy món à. Dĩa đi đem. 7 người ăn. 7 người ăn mà cũng 7 món á, chắc khoảng 7 món nhớ. Kêu tại đi đông người á, kêu nhiều món ra, có một xe ra mình ăn mỗi thứ chút. Có bánh tráng nè. Tráng cuốn với lại thịt này kia mà không ai ăn, toàn là ăn bánh hỏi. Thịt có tám cuốn được cái nước mắm thì cũng ngon. Bạn nào muốn ăn quán này thì ghé quán Hội An nằm ở trên đường Garden Road và đường Mặt Nuôi A sau chợ Hắc Mạc, chợ Hàn Quốc á, nằm ở cái đường trước mặt cái quán này là Mặt Nuôi A đó, cái đường bên này là Garden Road. Đó,
chỉ vậy cho nó dễ ha các bạn ha. Đây đây là chủ quán, cô chủ quán xinh đẹp của nhà hàng Fem Mua này nè. Ờ, cho em hỏi chị là quán này mình mở lâu chưa? À, quán này chị mở gần 3 năm rồi. 3 năm rồi. Ừ, 3 năm rồi. Nghe nghe giọng nói chị là Đà Nẵng đúng không? Dạ, đúng rồi chị, là đúng là Hội An chứ không phải Đà Nẵng. À, Hội An hả? Hả? Ờ, nghe cái tiếng Đà Nẵng, nghe cũng sách Đà Nẵng này đó hả? Gần gần Đà Nẵng, gần Hội An nha. Quê vợ của Phi Long á. Dạ, dạ. Em tới đây lần thứ 2 rồi. Ăn đồ ăn ở đây thì cũng rất là ngon, cho nên là thấy bà chủ dễ thương quá, tới cũng dân dạy câu. Ờ, cái quán mình hiện tại là có thiếu gì cho bà chủ? Giảm giá. Giảm giá. Mình đang có lên phần, trong phần mình mới ra được cỡ khoảng 1 tháng. Rất là nhiều món mà lạ. Hồi nãy em thấy có canh chua. Canh chua rồi những cái món rất là lạ. Chẳng hạn giống như là cái món mà cá chiên tương. À, ở đây người ta hay là tương là cá chiên tương. Rồi thịt là heo quay kho với lại mắm húng khô. Rồi quay kho với mắm quà, món khô lạ ha. Rất là nhiều món lạ. Có cái nướng da giòn. Có nướng da giòn nữa. Rồi để giảm hơn 15%. Về cái nướng da giòn thì mình giảm 15%. Rồi cơm phần á thì nếu như mình đi kêu ba món ở đây thì giảm 20%. Không cần biết là đi mấy người thì chỉ cần kêu ba món ở đây là được giảm. Ở đây còn cái món bún xào. Nhưng mà đặc biệt cái cơm phần ở đây á là mình xài cái cơm trong cái bún mình mà mình nấu từng miếng ra trong cái bún. Mà chưa xào thì xào gì? Cho mỗi cái hố. Em cũng có được ăn cái đó. Bữa nào ghé ăn cái cơm đó thôi. Giống như là cái thố này cũng thôi. Mình nấu trực tiếp cái thố luôn. Có cháy rồi là hầm. Nấu sẵn rồi cái thố luôn. Đặc biệt cái thành phần ở đây là vậy. Thì trước em có tới đây một lần chị biết không? Đó chị đã thấy. Chị đã thấy nha. Chị đã thấy nha. Chị đã thấy. Rồi khách có tới đây không? Có, khách có tới đây luôn. Yeah. Sorry. Thì người ta tới. À dạ. Yeah. Và chị cũng rất là thích cái chương trình của Cẩm Thơ. Chị là chị đi là 7-8 hai con. À dạ yeah, hả? Tại vì chị cũng có là cái show nấu ăn của Ngọc Khánh đó. À Ngọc Khánh trong của Việt Phi. Dạ. Ok, cảm ơn chị nha. Rồi chị mua may bán đó. Quán hàng này là đông khách. Trở lại và cái vòng con hay là chúng ta sẽ có để khoai cái cá nướng đầu cái cơm phần rồi ok để chúng ta em lên tới rồi em ăn cái cơm phần cái cơm phần tại vì cơm phần ở đây thì khách review rất là ngon rồi ăn rất là đậm đà rồi cảm ơn chị nha. Cảm ơn. Dạ. Ok bây giờ dắt má đi về đây. Má đeo mắt kiến kìa, đẹp chưa? Mắt kiến ở đâu đẹp vậy? Còn chờ. Còn chờ. Đi má. Bây giờ mình đi nó xe mình về nha. Xong rồi trước khi mình lên xe mình chiếu cái tiệm, cái tựa đề của cái quán nha các bạn trước nha. Cho các bạn rõ hơn nha. Đây, 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 đó, cái tựa đề của quán đây. Cái tên của cái quán này. Đó, bà ngoại ra nè, đó. Đây, trước nè, đẹp chưa? Cái hình đẹp chưa? À, có cái hình là bánh bèo. Ờ, cái này là bún mít tôm thịt nè. À, bún mít tôm thịt. À, mì quảng nè. Có bún bò Huế nè má. Bánh canh nè. Mì cao lầu phê phu. Thấy không? Cá nướng da giòn nữa đó má. Đây là cơm gia đình. Bên này là cơm gia đình. Ờ, có cơm cháy nữa, cơm trong cái thố nè, thịt ba chỉ kho quẹt gì nè, mấy món ăn quá là hấp dẫn nè các bạn ha. Ồ, cá nè, cá bông lau, canh chua. Ồ, có canh khoai mỡ nữa kìa két. Thấy canh khoai mỡ không két? Két nó mê canh khoai mỡ lắm. Rồi vậy nè, thôi mình lên xe mình về nha. Bye bye đi. Két. Vô. Bye bye. Bye bye. Bye, bye.